Trong video này mình sẽ đi tìm hiểu và cấu tạo và cái mạch cấp nguồn bên trong của cái đèn led nến candle. Rồi, trên tay của mình đó các bạn là một cái đèn led nến candle nha các bạn. Nào, nó có cấu tạo nó giống như cái hình như ngọn lửa cái nến nè. Thì những đèn led nến như thế này á, nó sẽ thay thế cho những cái đèn led nến loại dây tóc. Nó tiêu thụ khá nhiều năng lượng các bạn. Thì đứng những đèn led này á, nó sẽ tiết kiệm năng lượng hơn so với những đèn led nến dùng dây tóc nha. Ngoài ra cái đèn led này các bạn nó hay được sử dụng trong vấn đề mà trang trí nhà cửa nè, rồi nhà hàng khách sạn hoặc là cái quán cà phê. Nhất là nó được kết hợp với mấy cái đèn chùm á, hoặc là đèn chùm pha lê, rất đẹp ha, nó tạo ra ánh sáng rất lung linh. Tiếp theo đây mình sẽ đi tìm hiểu về cái cấu tạo của cái đèn led nến này, rồi cái công suất hoạt động của nó, đồng thời tìm hiểu luôn cái mặt cấp nguồn cung cấp cho cái đèn led nến này có giống như mấy cái nguồn led driver mà mình đã hay tìm hiểu trong các video trước không nha. Thứ nhất ở đây các bạn, cái đèn led nến này nó sẽ có hai loại đuôi đèn, nó ký hiệu là E27 và E14. E27 là cái đường kính của nó nha, còn E14 tương tự, nó tính bằng mm như đây nè. Các bạn có thước cặp á, các bạn cặp như đây. Nó khoảng 14 ly cái đường kính của cái đuôi đèn này nè, 14 ly. Những cái đèn này á, nó ký hiệu là E14 nha các bạn. Còn có một số đèn mà led nến như thế này á, nó dùng cái đuôi đèn E27. E27 á, có nghĩa là cái đuôi đèn này nè, cái đường kích thước đường kính của nó là 27 ly nha. 27 mm nha các bạn. Đây, các bạn thấy không? Số 0 nè, khoảng 27 mm nè. Thì nó sẽ có hai loại. Ở đây mấy cái đèn led nến này các bạn, là nó thông dụng nhất là cái đuôi đèn E14 nha các bạn. Khi mà các bạn mua đèn led nến á, ở trên cái vỏ này nó sẽ có ký hiệu cho các bạn nha. Như E14 nè, là cái đường kính của đuôi đèn á, của E27. Thì đối với E14 á, nó sẽ có một số cái công suất của đuôi đèn như 3W nè, 5W nè, 8W. Còn đối với E27 á, cái công suất nó sẽ lớn hơn cái E14 nha các bạn. Thấp nhất của nó là 4W nè các bạn. 4W, 7W, 9W ha. Còn cái màu sắc của nó, Golden là màu vàng nha các bạn, còn Silver màu trắng nha, trắng bạc ha. Còn mấy cái đó ba, các bạn nhìn thấy thông số là 3000K nè các bạn, 6500K nè. K là cái độ Kelvin của nó nha các bạn. Mấy cái này nó chỉ về cái nhiệt độ màu thôi. Thì các bạn ở đây là người sử dụng, các bạn không còn quan tâm cái này. Mấy cái này là những thông số nhận xuất thôi, mình chỉ còn quan tâm cái này là công suất của nó, rồi cái màu sắc của nó là ổn nha các bạn. Tiếp theo đây mình sẽ đi tìm hiểu về cái loại mà chip led của cái bóng đèn led này nó hay sử dụng. Ở đây nó sử dụng hai loại chip led siêu sáng. Thứ nhất là người ta nó sẽ sử dụng chip led là 2835. Công suất của chip led này là 0.2W. Ngoài ra nó sử dụng thêm một con chip led là 5030, cũng là chip led siêu sáng luôn nha. Công suất của nó là 0.5W. Trong video trước đó, mình đã nói về cái cách tính cái công suất của đèn dựa vào các số lượng chip led và cái loại chip led. Thì đây mình sẽ demo cho các bạn thấy luôn. Đây là loại chip led 2835 nha các bạn.
Các bạn nhìn nè, ở đây cái số lượng của nó là khoảng là 15 con chip LED. Các bạn nhìn vô đèn á, các bạn nhìn với số lượng chip LED với lại loại chip LED là các bạn biết được cái công suất của nó. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 nè, 12. 12 con chip LED ở trên, ở đây là 13 chip LED nữa, tổng số là 15 con chip LED nha các bạn. Thì các bạn có thể lấy cái số 15 này á, là số lượng chip LED nè, các bạn nhân với cái công suất của chip LED, nó dùng 2835 á, là các bạn tính ra được là cái công suất cái đèn này á, là khoảng 3W. Cái này rất dễ ha, nhiều khi các bạn không biết á, các bạn có thể tính bằng cách này cho mình. Còn đối với đèn LED nến đó các bạn, nó dùng cái chip LED 5030. Ở đây các bạn nhìn thấy không, 3 con LED ở ngoài và 3 con LED ở trong, tổng số của nó là 6 con LED. Thì các bạn lấy cái số lượng của nó là 6 nè, các bạn nhân với 0.5W. Tùy cái chip LED này á, nó có nhiều loại công suất nha các bạn, nhưng mà ở đây á, người ta sản xuất, người ta chế tạo ra khoảng cái công suất này khoảng 0.5W. Cái thông số này là thông số kỹ thuật nha các bạn. Cái này mình không phải mình nói, nói chung là các bạn có thể tìm hiểu trên mạng. Thì cái công suất của chip LED 5030 á, thì có loại là 0.2W, có loại 0.5W, có loại 1W. Thì ở đây nó sử dụng cái chip LED là 0.5W nha các bạn. Thì bạn nhân với 6, số lượng 6 con, nó ra là cái công suất là khoảng 3W. Các bạn nhìn đây nè, các bạn nhìn cái đèn á, là các bạn biết được cái này là nó công suất khoảng 3W nha các bạn. Tiếp theo đây á, mình sẽ nói về cái LED nến 5W. Nó sử dụng chip LED 2835. Đây là LED nến rất hay sử dụng nha các bạn, trong trang trí, trong nhà hàng khách sạn hoặc là trong mấy quán cà phê á, hoặc cái đèn LED chùm á các bạn, đèn chùm á, loại pha lê nó hay sử dụng nha. Ở đây các bạn có thể mở cái đuôi đầu đèn ra, các bạn nhìn nè. Ở đây nó như hình sao nha các bạn, nó có như 5 cánh ha, 5 cái thanh này. Mỗi thanh đó, nó sẽ gồm 5 con chip LED 2835. Vì tổng số chip LED mà nó dùng trong cái đèn này á, là 25 con chip LED. Mà các bạn nhân với cái công suất của chip LED 2835 á, là 0.2, thì cái đèn này nó công suất của nó là 5W. Nó dùng là rất dễ tính nè, các bạn nhìn vô số lượng chip LED các bạn biết được cái công suất của đèn luôn. Rồi, và là tiếp theo đây mình sẽ đi tìm hiểu về cái nguồn LED driver cung cấp cho cái đèn LED candle, LED nến này. Nguồn cấp nè các bạn, ở đây nó sẽ dùng hai nguồn. Thứ nhất là cái mạch nguồn áp trực tiếp dùng cái tủ gốm. Thì những cái này mình đã hướng dẫn các bạn về cái phân tích mạch hay là cách độ chế rồi nha các bạn. Còn cái thứ hai á, nó sẽ dùng mạch nguồn xung switching. Thì những cái mạch này á, nó là giống y hệt trong cái cục sạc điện thoại di động hoặc là cái cục nguồn adapter á, nó dùng mạch nguồn xung switching nha các bạn. Bên trong mạch này á, nó sử dụng một cái biến áp xung và hai con transistor, một con tạo dao động và một con kích xung. Ở đây nó dùng con transistor kích xung là 13001. Sau đây mình sẽ tìm hiểu, mình tháo hai cái đèn này ra và mình tìm hiểu cái hai cái mạch nguồn nguồn xung và nguồn hạ áp này. Thì đây là hai mạch nguồn chính của cái đèn LED candle. Đây là cái mặt thứ nhất các bạn. Rồi trên tay mình là cái đèn LED candle 3W. Sau khi các bạn mở cái nắp ra thì các bạn ở trên đây có con ốc nè các bạn.
Các bạn vặn ha, tách cái trời cái phần trên trên đầu ra. Mấy con chip LED này các bạn, công suất lớn á, thì nó sẽ dùng mấy cái thanh thắng nhiệt nha các bạn. Tại vì nó hoạt động công suất 0.5W á, nó dùng cái thanh nhôm này tản nhiệt nha. Rồi các bạn không, đây là tách nè, được gắn chặt với cái thân đèn nha các bạn. Ở bên trong này á, cái vỏ này vỏ nhôm thì ở đây nó sẽ bọc lớp băng keo để cách điện, để tránh làm chụp mạch ra chạm ra. Rồi mình sẽ đi tìm hiểu cái mạch nguồn thứ nhất nha các bạn. Đây cái ngõ vào AC 220V. Ở đây nó dùng một con diode chỉnh lưu nha các bạn. Nó thôi chứ không phải chỉnh lưu dạng cầu ha. Nó chỉ dùng một con thôi. Ở đây có một số con diode sender nè, nó ổn áp nè các bạn. Đây là cái tụ lọc nguồn của nó. Tụ lọc nguồn sau chỉnh lưu á. Cái giá trị của nó là 2.20 nha các bạn. 2.20 400V ha. Còn đây là cái con Chester tạo xung dao động nha các bạn. G3i ha. Còn các bạn nhìn thấy không? Đây là cái con Chester Custom 13001 nha các bạn. Nó custom tại vì cái con dao động con Chester như này á, nó tạo dao động. Ở nó đưa qua con này, con custom. Custom lên nó tạo cái xung một cái xung bên sơ cấp của cái biến áp xung này, rồi bên thứ cấp nó mới có điện áp có xung nó ra nha các bạn. Đây là bên thứ cấp nè. Thứ cấp ở đây nó dùng một con diode sender luôn nha các bạn. Ổn áp luôn. Và có một cái tụ lọc nguồn nè. Tụ lọc nguồn bỏ ra. Thì cái mạch này cũng đơn giản. Thì trong những cái video mà hướng dẫn sửa cục sạc điện thoại di động á, mình đã nói sơ qua rồi nha các bạn. Mình nói chi tiết rồi. Trong video này mình không nói nữa nha các bạn. Có vậy các bạn có thể tìm hiểu trong những cái video mà sửa cục sạc điện thoại di động á trên kênh của mình nha. Mạch này khá đơn giản nha các bạn. Rồi tiếp theo đây mình sẽ đi tìm hiểu cái mạch thứ hai nha các bạn. Đây là cái mạch thứ hai nó hay sử dụng, là cái mạch nguồn hạ áp trực tiếp dùng cái tụ trực tiếp nguồn 220V đó, nó dùng tụ gốm ha. Đây là led candle 5W nha các bạn. Rồi mình tháo ra, các bạn tháo đuôi đèn ra. Nè, có hai cái dây nguồn ngõ ra của cái mạch đó, nó sẽ đấu lên cái dãy led bên trên. Dây AC 220V ngõ vào ha. Các bạn nhìn thấy không? Ở đây nó dùng một cái tụ gốm có giá trị là 684G4.
cái nguồn này 220V mà nó đưa qua cái con tụ này 684. Cái tụ này nó song song với một cái con điện trở nhỏ nha các bạn. Nó song song với con điện trở là 470 nha các bạn. Nó giúp là cái tụ này nó xả áp khi mà mình ngắt điện ra. Vì nếu mà không có tụ này á, nó có lưu, nó sẽ tích trữ năng lượng khi mà các bạn vô tình các bạn chạm tay vô, khi mà nó ngắt điện là nó bị giật nha các bạn. Thì có cái tụ này à, 470 nó xả áp ha. Sau đó nó đưa qua một cái cầu iốt nha. Đây là IC chỉnh lưu nha. Thì ngõ ra của nó sẽ có một cái con điện áp sau cầu các bạn. Nó có con 474 nè, nó mắc song song với tụ nè, tụ lọc nguồn sau chỉnh lưu ha. Cái giá trị của nó là 2.24V. Con điện trở này 474 này nó mắc song song với tụ này, nó giúp nó làm cái nhiệm vụ làm tải giả, nó sẽ giúp cái con tụ này nó xả áp khi mà mình ngắt điện nha các bạn. Thì cái mạch nguồn hạ áp này rất đơn giản, nói chung là không có gì phức tạp mất. Thì đây là hai cái mạch nguồn chính của cái đèn led nến candle. Một là dùng mạch nguồn hạ áp, hai là mạch nguồn xung nha các bạn. Ở đây nó sẽ không dùng cái mạch nguồn led driver này, tại vì á, những cái đèn led nến nha các bạn, cái giá thành nó rất thấp ha, nó rẻ hơn so với những cái đèn led nến mà đèn led mà nó dùng cái nguồn led driver này. Nên và cái chi phí mà chế tạo á, thì những cái đèn led như thế này á, nó chi giá thành nó khá thấp, nên nó sử dụng mấy cái nguồn mạch nguồn này á, cho nó rẻ tiền nha các bạn. Với nó yêu cầu á, cái số lượng chip led ở đây nè nó không có nhiều, nên nó không cần phải ổn định nguồn dòng giống như cái bo mạch led driver này. Những cái bo này á, là dòng nó ổn định, rất ổn định nha các bạn. Còn đây cái số lượng chip led nó ít á, nên người ta không cần phải dùng mạch ổn dòng ha, mà ta chỉ cần sử dụng một trong hai cái mạch này là ok, cũng đảm bảo được cái khả năng phát sáng rồi cái khả năng mà led nó hoạt động theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất đưa ra nha các bạn. Rồi, vừa là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì á, các bạn có thể để lại comment dưới video nha, mình sẽ hướng dẫn hỗ trợ tư vấn cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.